chưa nhá? Thử gì thử gì? Gumi. Mì gì mà vị bún bò sự kết hợp độc lạ chưa có từ trước giờ? Gumi. Mì gì trong bát như mây canh cà chua trứng làm ai cũng bất ngờ. Gumi. Họ hỏi gu anh là gu gì? Gu anh là độc nhất. Gumi là gumi. Chỉ cần một lần thì gumi, mì gì cũng quên hết, chỉ yêu gumi. Ơ, mì kết hợp với bún bò sao mà đỉnh thế? Mì gumi 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 độc lạ. Mì gumi 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 độc nhất. Gumi mì bún bò, bạn thử chưa? Xì thọc Ozika, cái họng hơi ngứa, cái họng hơi giãn. Xì thọc Ozika với keo ong và cúc làm má, hỗ trợ giảm ho và đau rát họng. Xì thọc Ozika, rát họng xịt ngay, cao ốc rực ra tay. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ozika Max Spray. Vào ăn bún chả rồi đi chơi nhé. Thôi, quần áo bám mùi mất. Đừng lo, tối qua mẹ đã dùng nước xả vải Comfort Lưu Hương 100 giờ mới. Với tinh dầu thơm hoa xuân cùng công thức bền màu vải, ngát hương vườn xuân 100 giờ, dù mùi khó chịu, Comfort Lưu Hương 100 giờ mới. Khử ngay chọn bộ Comfort tươi mát. PS trà xanh mới. Tí ơi, đừng ăn ngay nhé, nhiệt lắm đấy. PS trà xanh mới với tính chất trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên, giảm nhanh cảm giác gây nóng. Công thức 100% được kiểm chứng. PS với trà xanh giúp thanh nhiệt tự nhiên mới.